Bên thầy huấn bao nhiêu mọi người? Bên kia 6.000. Ôi giời, bên kia huấn, lúc này bên thầy huấn 6.000. Kinh khủng. Không phải, thực ra là chơi với em để thầy thử xem là đàn ông là thích con trai hay con gái, cuối cùng là mấy ông đàn ông này chỉ có tặng quà con gái. Thầy đừng có xạo mọi người ơi, thầy huấn là người có tiền, mọi người đứng cho tiền người giàu làm gì. Em nghèo lắm, em thề với mọi người luôn, mọi người thấy không, ngày nào cũng lên livestream em than khổ. Hôm nay em gọi thầy huấn còn tắt cơ mọi người ạ. Mọi người thương em đi, em đang dỉ mọi người đó. Úi giời ơi, khổ thế. Em khổ lắm mọi người. 5.000 anh em, bên huấn là làm sao anh ạ? Bên kia 7.000 ra, úi giời ơi, chết tôi rồi. Xạo quá. Mọi người bên em có 2.000 thôi. Đúng rồi, anh Âu Đi Trần ơi. Lại thua rồi. Em không cần đọc tên luôn, em xem cái mặt em biết anh Âu Đi Trần, bên ơi. Bên đó, thế mọi người muốn mình ra đòn thì mọi người phải cho mình thắng chứ. Bên anh, bên thầy huấn 9.000 á. Trời ơi, mọi người tắt like. Úi giời. Đúng Tha, rồi, không. Anh Âu Đi ơi, cứu em. Bên kia 7k rồi, úi giời, xấu hổ quá. Xạo quá thầy, không khó đâu, thầy ơi, đứa nào xạo thế. Sao bên người ta cứ tặng quà bên đấy nhỉ? Sao thế nhỉ? Thầy ơi! Thề luôn, con đang nghèo lắm á thầy. Thua rồi. Ông nào cho tôi thắng cái nào? Nhưng mà chắc không thắng rồi, thua rồi, lại thua tiếp rồi. Thua tiếp rồi anh em ơi. Chấp nhận mọi người ơi, mình gọi thầy huấn quá trời và thầy huấn không nghe đâu mọi người ạ. À. Mọi người thương em đi, ông khi nghe rồi. Bây giờ tặng cái gì được nhiều? Bây giờ tặng cái gì được nhiều nhất? Không, tặng cái gì được nhiều thầy. Ấn màn hình 3 lần thôi anh em. Bấm màn hình 3 lần nhá. Anh Audi cứu em. 8k, 9k rồi thì thấy thua vào đắng vào mắt. Anh Audi chị cứu ạ. Trời ơi, hôm qua anh em ta 30.000 mà hôm nay lên được có 7 thôi hả mọi người. Mọi người bị sao ơi, may hôm nay chim sáng nữa đâu. Ủa thầy không ai chim sáng nữa anh em ơi. Thầy ơi, thầy follow con đi. Bên kia 10k rồi thì thắng làm sao được. Thầy follow con đi. Follow ấn vào đâu? Trời ơi, ấn vào kim. Nhưng mà bây giờ ấn vào đâu? ấn vào nick con ấy, sao nó hiện lên là thầy ấn chữ follow. À, đây rồi. Đấy, follow đi. Để khi nào thầy ra con gặp bạn bè rồi. Giờ bên đây bao nhiêu nghìn rồi? Bên kia 11k rồi thì mấy ông người thì thế? Bên này 2.000, bên này đúng có 2.000 thôi. Mọi người ơi. Mọi người ơi, đừng cho người giàu, thề luôn, thầy huấn giàu lắm mọi người ơi, thầy huấn thừa tiền rồi. Anh em đâu, anh em 11.000 bên đấy sang bên này thế nào? Sang cho thắng một lần đi. Đúng rồi, thắng chị sẽ kêu như vậy đó em, mày đúng không? Bên kia 10.000, 12k rồi mà.